X-Watch, số 1 bảo hành hậu mãi. Xin chào khán giả của channel, ngày hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn một cái mẫu đồng hồ lặn của Seiko có mã hiệu đó là SRPD61K1. Mẫu đồng hồ này thì chỉ có mức giá là khoảng hơn 6 triệu đồng tại X-Watch mà thôi. Với mức giá đó thì chúng ta sẽ nhận được nhiều hơn những gì mà cái đồng hồ này mang lại đấy. Đầu tiên là về mặt thiết kế, các bạn có thể thấy là cái đồng hồ này có một cái thiết kế rất là giống với cả những mẫu đồng hồ lặn của Rolex, các bạn thấy không ạ? Ở bên ngoài này chúng ta sẽ có một cái vòng bezel này, các bạn thấy không? Đấy, và cái vòng bezel này thì chúng ta quay rất là nhẹ nhàng thôi. Và khi mà mình quay cái vòng bezel này thì mình cảm thấy là cái tiếng kêu của nó cũng như là những cái phản hồi lại với tay của mình là vô cùng tốt. Tiếp theo nữa nào, với cái mẫu đồng hồ Seiko này thì các bạn thấy là những cái núm này của nó này và cái cọc số này cực kỳ to bản luôn. Và dạ quang là siêu sáng, dạ quang của những đồng hồ Nhật thì sáng vô cùng luôn. Đó, chúng ta sẽ có các cái cọc số làm rất là to và kim giờ, kim phút, kim giây cũng làm khá là to này. Và trên các kim này chúng ta có thể thấy là nó sơn dạ quang đây, rất là đậm. Mẫu đồng hồ này là một mẫu đồng hồ có một cái size mặt rơi vào khoảng 42,5mm. Cái size mặt này thì mình đánh giá là nó sẽ phù hợp với một cái mẫu đồng hồ thể thao như này. Tất nhiên là với 42,5mm thì với đại đa số cổ tay người Việt Nam thì nó sẽ hơi to. Tuy nhiên khi chúng ta đeo một cái mẫu đồng hồ theo thiên hướng thể thao như thế này thì chúng ta đeo oversize một chút cũng không sao. Cái đồng hồ này thì thiết kế là 3 kim và 2 lịch. Chúng ta sẽ có lịch ngày và lịch thứ. Với lịch ngày, lịch thứ thì mình thấy là nó sẽ rất là tiện dụng cho chúng ta, nghĩa là đủ lịch là được. Ví dụ như mình đi, mình sẽ căn giờ, căn thứ này để mà xem ra là ở thứ mấy quay hỏi đáp đồng hồ hay là thứ mấy quay hỏi đi luôn chẳng hạn. Đấy thì mình sẽ cần cái thứ này để mình nhìn này. Đó, rồi tiếp theo nữa nào. Cái núm vặn của mẫu đồng hồ này thì nó sẽ để ở dưới góc 4 giờ. Đấy, dưới góc 4 giờ như này thì khi chúng ta đeo vào tay chúng ta sẽ không cảm thấy nó bị cấn vào cái phần tay này. Đấy, bình thường ví dụ như cái đồng hồ của mình là nó để góc 3 giờ như thế này. Đấy, thì khi mà mình đeo nó hơi bị cấn vào cái chỗ này của tay này. Đấy, để góc 4 giờ thì sẽ không bị. Các bạn hình dung không ạ? Đấy, thì đấy cũng là cái điểm rất là hay của mẫu đồng hồ này. Và nói đến tiện thể nói đến núm vặn ấy, thì cái đồng hồ này nó cũng sẽ có lên cót tay luôn các bạn nhé. Và cái núm vặn này thì cái việc lên cót rất nhẹ nhàng. Thực sự mình rất bất ngờ với cách lên cót này. Không cần phải mấm môi mấm lợi và để lên cót làm cái gì cả. Lên cót rất là nhẹ nhàng thôi. Tuy nhiên hơi đáng tiếc là cái núm vặn này thì lại không có khóa bảo hiểm. Đấy, rất đáng tiếc cái điều đó, kể mà có khóa bảo hiểm thì sẽ tốt hơn. Chính vì việc nó không có khóa bảo hiểm nên là thành ra cái độ chịu nước của nó cũng chỉ rơi khoảng 100m thôi. 100m là mức độ bình thường đối với cả một cái mẫu đồng hồ lặn. Có lẽ là mình đòi hỏi quá nhiều một mẫu đồng hồ lặn khi mà phải muốn nó phải có kháng nước là 200m chẳng hạn. Đấy, tuy nhiên là nếu chúng ta sử dụng hàng ngày, chúng ta không phải là đi lặn sâu dưới đáy biển siêu sâu chẳng hạn thì thôi thì 100m đã là quá đủ rồi, chúng ta đi bơi cái thứ thoải mái luôn, không cần phải lo lắng gì. Có lên cót bằng tay và hiển nhiên nó cũng sẽ có dừng kim giây chỉnh giờ. Toàn bộ cái phần mặt số của mẫu đồng hồ này thì mình thấy là nó được cái phối một cái màu xanh giống kiểu màu xanh ngọc bích ấy, nhìn rất là đẹp luôn. Và chúng ta cũng có thể lựa chọn được rất nhiều những cái loại màu sắc khác nhau đối với cả cái mặt số. Chúng ta có thể lựa chọn màu đỏ này, chúng ta có thể lựa chọn màu trắng, thậm chí là chúng ta có thể lựa chọn màu mạ vàng PVD. Tất nhiên là với tùy từng màu mã nhé. Hôm sau thì mình sẽ có một cái video giới thiệu cả bộ sưu tập của cái mẫu đồng hồ này luôn. Nó có khoảng hai mấy mẫu ấy. Và với cái việc thay đổi được mặt số, các bạn có biết là nó còn cá nhân hóa được như nào không? Có thể cá nhân hóa được cả phần dây nữa cơ. Rất hay luôn. Thôi bây giờ thì mình cứ nói về mỗi cái đồng hồ đã. Hôm sau thì mình sẽ nói về cái bộ sưu tập đấy sau. Đấy thì tiện thể nói về phần dây này. Thì cái phần dây này thì cũng được làm từ thép không gỉ 316L. Và đặc biệt nữa mình thích nhất là cái phần khóa này này. Nó là khóa bảo hiểm các bạn ạ. Khóa bảo hiểm nghĩa là sao? Nghĩa là chúng ta sẽ có một cái nấc như này và một nấc như này. Đấy, cái này rất là giống với cả cái mẫu đồng hồ Tissot mà mình đang đeo bây giờ. Cái mẫu đồng hồ Tissot Racing T-Touch mà mình đang đeo bây giờ, nó cũng có khóa bảo hiểm. Thứ nhất là chúng ta khóa vào một nấc như này này. Đấy, và thứ hai nữa là chúng ta chốt lại một lần nữa như này. Như thế là chúng ta có thể không bao giờ sợ bị bung cái dây ra khỏi tay. Và tiện thể chúng ta nhìn vào bộ máy này thì đây cũng là lộ đáy hở luôn nha các bạn nhé. Và với máy Nhật với mức giá như này thì chắc chắn là chúng ta sẽ không có những đường vân ở trên thân máy rồi. À trên đáy của máy rồi. Đấy, máy này thì sẽ có 24 chân kính. Và bộ máy này như mình đã nói là bộ máy automatic, có lên có tay, có dừng kim dây chỉnh giờ. Và vừa nãy tí nữa là mình cũng quên không nói đến cái việc là cái kính được trang bị ở trên cái mẫu đồng hồ lặn này thì nó là kính Hartleck luôn. Đấy, với một mẫu đồng hồ cơ kháng nước là khoảng 100m, thiết kế rất là giống với cả những mẫu đồng hồ lặn của Rolex như thế này, với mức giá khoảng hơn 6 triệu như thế này là mình thấy hợp lý. Còn các bạn thì bạn cảm thấy sao về mẫu đồng hồ này? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video X Channel. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. X-Watch,
số 1 bảo hành hậu mãi. X-Watch, đồng hồ thật, giá trị thật.